Trong thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thống Nhất tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều phong trào, mô hình dân vận khéo gắn với công tác bảo vệ môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là điểm ra mắt mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế gây quỹ góp phần bảo vệ môi trường tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, do Ban Dân vận huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tài nguyên Môi trường và Đảng ủy xã Quang Trung, huyện Thống Nhất phối hợp tổ chức. Tại buổi ra mắt, rất đông cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh đến tham dự và mang theo các loại rác thải tái chế được phân loại bỏ vào mô hình ngôi nhà xanh với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu gom rác thải tái chế, góp phần bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tới đây mô hình này sẽ được nhân rộng tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Mình thấy là cái mô hình này rất là có ý nghĩa, tại vì làm cái cách làm cái phân loại rác thải. Thì rác thải thì mình sẽ bỏ vào thì mình sẽ phân loại ra. Phân loại ra rồi là cái nào mà mình tái chế được thì mình sẽ đem đi mang đến, có những cái chỗ như vậy thì mình sẽ mang đến đây để mang về tái chế. Còn cái nào mà không được thì mình sẽ xử lý. Cái mô hình này tuy nhỏ nhưng mà có ý nghĩa rất là lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thứ nhất thì góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân trong cái việc phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, và cái nữa là phát huy cái tinh thần tương thân, tương ái trong hội viên phụ nữ. Thời gian qua, với sự phát triển về kinh tế xã hội, cùng với đó là sự gia tăng chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng phát sinh ngày càng nhiều. Trên địa bàn huyện Thống Nhất, trung bình mỗi ngày khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 85 tấn. Vì vậy, để từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Thời gian qua, các chính sách chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phân loại chất thải tại nguồn được huyện triển khai đồng bộ. Nhiều phong trào thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa được phát động, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại.